2. Ngạ quỷ. Có hai loài ngạ quỷ: ngạ quỷ sống tụ tập và ngạ quỷ du hành khắp không gian. Loài ngạ quỷ sống tụ tập. Những ngạ quỷ này bị hành hạ đau khổ bởi ba loại chướng ngại. Chướng ngại bên ngoài, ngoại chướng, chướng ngại bên trong, nội chướng hay chướng ngại đặc biệt, không chướng. Ngạ quỷ bị hành hạ bởi chướng ngại bên ngoài. Những ngạ quỷ này bị hành hạ bởi cái đói và khát cực độ. Nhiều thế kỷ đã trôi qua mà ngay cả một từ nước cũng chẳng được nhắc tới. Thường xuyên bị ám ảnh bởi thực phẩm và nước uống. Họ không ngừng tìm kiếm thức ăn và nước uống, nhưng không tìm thấy ngay cả một dấu vết nhỏ nhất. Thỉnh thoảng, họ thấy ở xa một dòng nước trong trẻo, thanh tịnh, nhưng những khớp xương của họ yếu tới nỗi không đỡ nổi cái bụng nặng nề. Họ khổ sở lắm mới đi tới được đó, và khi tới nơi thì hoàn toàn kiệt lực, chỉ để càng khốn khổ hơn khi thấy nước đã khô cạn hết, không còn gì ngoài đáy sông đầy sỏi đá. Đôi khi họ thấy xa xa có một vườn trái cây, cũng như trước họ tiến lại gần, nhưng khi đến nơi họ lại thấy rằng những cây lớn đã hoàn toàn khô héo. Đôi lúc họ nhìn thấy nhiều thức ăn và nước uống cùng những thứ vừa ý khác, nhưng khi tới gần thì họ thấy những thứ này được bảo vệ bởi vô số người trang bị vũ khí. Những người này săn đuổi và đánh đập họ bằng các vũ khí, khiến họ vô cùng đau đớn. Vào mùa hè, ngay cả ánh trăng dường như cũng nóng bỏng và thiêu đốt họ. Vào mùa đông thì họ có cảm tưởng mặt trời cũng lạnh giá. Những cảm giác này hành hạ họ khủng khiếp. Có lần khi ngài Srona ở trong một xứ ngạ quỷ, ngài thấy sự tham lam của họ độc hại tới nỗi làm ngài phát sốt và miệng ngài trở nên hoàn toàn khô đắng. Ngài đi qua một lâu đài bằng sắt mà đứng ở cửa là một hình dạng ảm đạm khủng khiếp với đôi mắt đỏ ngầu. Xin hỏi ở đâu có nước? Ngài Srona nói. Nghe được lời này, tất cả một đám ngạ quỷ trông giống như những mẫu gỗ đang cháy súng lại quanh ngài, gian nài: Đấng viên mãn vĩ đại, xin hãy cho chúng tôi nước uống. Chính ta cũng chẳng tìm ra. Ngài trả lời: Các ngươi hãy cho ta một ít. Ngài nói gì vậy? Những ngạ quỷ trả lời: Chúng tôi sinh ở vùng này đã 12 năm mà tới nay chưa từng được nghe nhắc tới nước. Ngạ quỷ bị hành hạ bởi chướng ngại bên trong. Những ngạ quỷ này có cửa miệng không lớn hơn một lỗ kim. Thậm chí nếu họ uống hết nước trong các đại dương thì lúc nước trôi xuống cái cổ họng nhỏ như một sợi lông ngựa, sức nóng của hơi thở họ sẽ làm nước bốc hơi hết. Ngay cả nếu bằng cách nào đó họ nuốt được một chút ít thì cũng chẳng bao giờ làm đầy nổi cái bao tử có kích cỡ bằng cả một quốc gia. Thậm chí cho dù nước vào được bao tử đủ để làm họ thỏa mãn thì vào ban đêm nó cũng biến thành lửa và thiêu cháy tim, phổi và nội tạng của họ. Khi muốn bước đi, với chân tay chỉ như cọng cỏ, họ không thể nâng nổi cái bụng khổng lồ, và sau đó cũng làm cho họ đau khổ vô hạn. Ngạ quỷ bị hành hạ bởi chướng ngại đặc biệt. Những ngạ quỷ này phải chịu tất cả những loại đau khổ khác nhau và ở mức độ khác nhau. Chẳng hạn, một số ngạ quỷ có nhiều sinh vật sống trong thân thể và ăn thịt chúng. Có lần khi đang du hành trong xứ sở của ngạ quỷ, ngài Srona tới một lâu đài và gặp một phụ nữ tuyệt đẹp. Nhờ vóc dáng thanh tú và được trang điểm bằng châu báu nên trông bà thật quyến rũ. Ở mỗi chân chiếc ngai bà ngồi có một ngạ quỷ bị trói. Bà cúng dường ngài Srona thức ăn và báo trước rằng ngài không nên cho các ngạ quỷ này một miếng ăn nhỏ nhất cho dù họ van xin. Khi ngài Srona bắt đầu ăn thì họ bắt đầu van xin. Ngài đưa ra một ít thức ăn cho một ngạ quỷ thì miếng thức ăn đó biến thành vỏ trấu. Những gì ngài cho ngạ quỷ thứ hai biến thành cục sắt. Ngạ quỷ thứ ba bắt đầu ăn thịt của chính mình,
và những gì Ngài cho ngạ quỷ thứ tư thì biến thành máu và mủ. Khi người phụ nữ trở lại, bà la lên: "Tôi đã nói là Ngài không nên cho họ bất cứ thứ gì. Ngài nghĩ rằng Ngài có nhiều lòng từ bi hơn tôi ư?" Bà có liên hệ như thế nào với bốn ngạ quỷ này? Ngài Srona hỏi bà ta: "Đây là chồng tôi, kia là con trai, đó là con dâu, và người thứ tư là người hầu của tôi. Hành nghiệp nào trong quá khứ đã đưa họ tới đây?" Dân chúng ở cõi Diêm Phù Đề, cõi Ta Bà rất đa nghi. Người phụ nữ trả lời: "Ngài sẽ không bao giờ tin tôi đâu." "Làm sao tôi lại không tin bà, khi mà chính mắt tôi đang chứng kiến cảnh tượng ngạ quỷ?" Thế là người phụ nữ kể cho Ngài Srona câu chuyện của bà: "Tôi là một người phụ nữ Bà La Môn trong một ngôi làng nọ. Một chiều kia, tôi nấu một số thức ăn ngon. Vì hôm đó là một ngày tốt lành, tình cờ Ngài Katyayana vĩ đại và siêu phàm đi khất thực qua đó. Tôi phát khởi niềm tin nơi Ngài và cúng dường Ngài thực phẩm. Rồi tôi tự nghĩ, có lẽ chồng tôi muốn chia sẻ công đức, nên tôi nói với ông rằng: Hãy hoan hỷ với tôi vì tôi đã cúng dường Ngài Katyayana vĩ đại và siêu phàm, bậc thừa kế của Đức Phật. Nhưng ông ta nổi cơn thịnh nộ: Bà chưa cúng dường thực phẩm cho những người Bà La Môn mà lại dâng phần thức ăn đầu tiên cho tu sĩ trọc đầu này. Tại sao ông ta không thể tọng vỏ trấu vào miệng? Tôi cũng kể chuyện tương tự cho con trai mình, nhưng nó cũng nổi giận và la lên rằng: Tại sao cái ông đầu trọc của má không ăn những mẫu sắc? Tối hôm đó, cha mẹ tôi gửi cho tôi một số thức ăn ngon, nhưng đứa con dâu đã ăn mất và chỉ chừa lại cho tôi những miếng dở nhất. Khi tôi hỏi: Có phải con đã ăn những miếng ngon và chỉ chừa lại cho mẹ những miếng tệ nhất? Thì nó đã nói dối tôi: Thà con ăn thịt mình còn hơn là chạm vào đĩa thức ăn của mẹ. Tương tự như vậy, khi người hầu đã ăn những thức ăn mà cô ta phải mang lại cho gia đình tôi, cô ta nói với tôi rằng cô thà uống máu và mủ còn hơn là ăn cắp thực phẩm của tôi. Bản thân tôi trở thành một ngạ quỷ đầy quyền lực vì tôi ước nguyện được tái sanh vào nơi mà tôi có thể thấy những gì xảy ra cho họ do nghiệp lực của họ chiêu cảm. Tôi đã không ước nguyện được sanh vào cung trời thứ 33, Đao Lợi, sau khi đã cúng dường cho một bậc siêu phàm. Nếu có bao giờ Ngài tới làng tôi, xin nói với con gái tôi, mà bây giờ là một con điếm, rằng Ngài đã gặp cha mẹ nó và Ngài được giao phó để bảo với nó rằng những gì nó đang làm sẽ có hậu quả xấu. Đó là một cách sống sai lầm và nó nên từ bỏ những cách sống xấu xa đó. Nếu nó không tin Ngài, xin nói với nó rằng trong căn nhà cũ của cha nó có bốn bình sắt chứa đầy vàng, một cây gậy bằng vàng và một bình tẩy tịnh cho tu sĩ. Xin nói với nó đem những thứ này thỉnh thoảng cúng dường cho Ngài Katyayana vĩ đại và siêu phàm, và hãy hồi hướng công đức nhân danh của chúng tôi. Điều đó sẽ giảm bớt nghiệp tội của chúng tôi cho tới khi cuối cùng nghiệp tội ấy được trả kỳ hết. Có lần, khi đạo sư Chetari đang du hành, Ngài gặp một nữ ngạ quỷ có thân hình gớm guốc, là mẹ của 500 đứa con. Chồng tôi đi Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng, đã 12 năm để tìm kiếm thực phẩm mà vẫn chưa về. Nếu Ngài đến đó, xin nói với ông ấy rằng nếu không về sớm, những đứa con của chúng tôi sẽ chết đói hết. Chồng của ngươi ra sao? Đạo sư hỏi. Mọi ngạ quỷ đều giống nhau, làm sao ta có thể nhận ra ông ta? Ngài không thể quên ông ấy được, bà ta nói. Ông ta có một cái miệng lớn, mũi bẹp dí, mù một mắt và có tất cả 9 tướng xấu. Khi Ngài Chetari đến Bodh Gaya, Ngài thấy một sa di ném thực phẩm và nước dùng trong những lễ cúng dường, bánh cúng Toma ra ngoài. Khi vị sa di bỏ đi, một đám ngạ quỷ xô lớn nhau để tranh giành đồ cúng. Trong đám đó có kẻ mà Ngài đang tìm kiếm. Vì thế Ngài nói với ngạ quỷ này lời nhắn của người vợ của hắn. Ngạ quỷ này trả lời: Tôi đã lang thang 12 năm nhưng chưa từng tìm được vật gì ngoại trừ một lần
Khi một tu sĩ thanh tịnh làm nhỏ một ít nước mũi, nhưng thậm chí tôi cũng không lấy được nhiều vì cả đám chúng tôi đánh nhau để tranh giành nó. Và đạo sư nói thêm vào khi ngài thuật lại câu chuyện là trong lúc đánh nhau vì một ít nước mũi đó, ngạ quỷ đã bị thương rất nặng. Trong tâm thức, hãy hứng chịu những nỗi khổ khác nhau mà các ngạ quỷ phải trải qua do nghiệp lúc chiêu cảm, nhất là sự hành hạ của cái đói và khát. Hãy nghĩ xem ta sẽ đau khổ như thế nào nếu không ăn hay uống chỉ trong một buổi sáng. Ta sẽ cảm thấy thế nào nếu bị tái sanh ở một nơi mà trong nhiều năm, thậm chí chữ nước uống cũng không được nhắc tới. Hãy quán chiếu rằng những nguyên nhân chính yếu gây nên sự tái sanh làm ngạ quỷ là tính keo kiệt, bủn xỉn và sự phản đối lòng rộng lượng, tâm bố thí của những người khác. Chúng ta cũng đã mắc phạm những hành vi như thế vô số lần. Vì thế chúng ta phải làm bất kỳ những gì có thể để tránh tái sanh vào nơi đó. Hãy thiền quán như vậy tận đáy lòng mình với ba phương pháp dành cho lúc khởi đầu thời công phu, trong khi thực hành phần chính yếu của thời công phu và lúc kết thúc thời công phu. Loài ngạ quỷ di chuyển trong không gian. Cảnh giới này bao gồm Sen, Gyalpo, Sindre, Chönpo, Mamo, Terang. Tất cả những chúng sinh này luôn sống trong sợ hãi và ảo giác. Không suy nghĩ điều gì ngoài cái xấu, họ luôn làm bất kỳ những gì có thể làm được để gây tổn hại cho những chúng sinh khác. Và nhiều trong số những ngạ quỷ này thậm chí còn bị đọa vào những cõi thấp hơn như địa ngục ngay sau khi thọ mạng ở cõi ngạ quỷ chấm dứt. Đặc biệt, mỗi tuần họ lại phải trải qua tất cả những đau đớn của cái chết trước đây do bệnh tật, chủ khí, những thế lực xấu hay bất kỳ những gì khác gây ra. Bởi điều duy nhất mà họ muốn làm là trút bỏ nỗi khổ của mình sang người khác. Nên dù đi bất cứ nơi đâu, họ cũng không làm gì khác ngoài sự ác hại. Nhưng dù như vậy, họ vẫn không thể gặt hái được bất kỳ điều tốt đẹp nào cho bản thân họ. Thậm chí, khi vui sướng được tham viếng những bạn bè cũ và những người thân yêu, những ngạ quỷ này chỉ đem lại cho những người đó bệnh tật, điên khùng và những đau khổ bất ngờ khác. Những ngạ quỷ này phải trải qua những đau khổ liên tục. Các pháp sư đầy năng lực đã chôn vùi, thiêu đốt họ và cử hành những nghi lễ mà trong đó các pháp sư ném mọi loài vũ khí tưởng tượng vào họ. Các pháp sư nhốt họ trong bóng tối, dưới trái đất trong nhiều kiếp, thiêu đốt họ trong các ngọn lửa cúng dường, nghiền giả họ với những hột mù tạt, bột đá hoặc những thứ tương tự. Các pháp sư chẻ đầu họ ra thành trăm mảnh và thân họ thành 1000 khúc. Giống như tất cả các ngạ quỷ khác, họ cũng có những tri kiến lệch lạc. Vào mùa đông, mặt trời thì lạnh lẽo. Vào mùa hè, mặt trăng lại nóng bỏng. Một số ngạ quỷ mang hình tướng chim, chó hay động vật khác, trông vô cùng gớm ghiếc. Tóm những đau khổ của các loài ngạ quỷ này thì không thể tưởng tượng được. Hãy hành trì như đã được chỉ dạy ở phần trước. Thiền quán với những phương pháp đã được dạy khi bắt đầu thời công phu,
trong những lúc thực hành phần hành trì chính yếu và vào lúc kết thúc thời công phu. Qua dòng tâm thức, hãy hứng chịu những đau khổ của những chúng sanh này và hãy nuôi dưỡng lòng từ và bi đối với họ. 3. Súc sinh. Có hai loài súc sinh, những sinh vật sống ở các độ sâu và những súc vật sống rải rác ở những nơi khác nhau. Sinh vật sống ở các độ sâu, các đại dương chứa đầy cá, các loài bò sát, rùa, cua, tôm, sâu bọ và những sinh vật khác, nhiều như những hạt mạch nha dưới đáy một thùng bia, có cả những con rắn và quái vật lớn tới nỗi thân chúng có thể quấn nhiều vòng quanh núi Tu Di. Lại có những sinh vật khác nhỏ như những hạt bụi hay đầu mũi kim. Tất cả những sinh vật này phải chịu đựng những đau khổ vô hạn. Những con lớn nuốt những con bé, ngược lại cũng có những con bé đục khoét những con lớn và ăn sống chúng. Những con vật lớn cũng phải bị có nhiều con nhỏ xíu sống bên trong chúng và ăn thịt chúng. Một số những sinh vật này sinh ra giữa những châu lục, nơi mặt trời không chiếu sáng và nơi thậm chí chúng không thể thấy tứ chi của chúng co hay duỗi. Đần độn và ngu dốt, chúng không biết những gì nên làm và không nên làm. Chúng bị tái sanh vào những nơi mà khổ đau là vô hạn. Súc vật sống rải rác ở những nơi khác nhau. Những súc vật sống trong các cõi trời và cõi người chịu đau khổ liên tục bởi sự ngu xuẩn của chúng và bởi chúng bị bóc lột. Trong khi đó chúng long thần phải trải cuộc đời trong sự hành hạ cùng cực bởi những con chim kim xí điểu và những trận mưa cát nóng. Thêm vào đó, những chúng sinh này ngu đần, hung hăng và hiểm độc. Đặc biệt, những dã thú sống cùng với thế giới con người chúng ta thường xuyên phải sống trong sự sợ hãi. Chúng không thể ăn một miếng ăn mà không phải đề phòng cảnh giác. Chúng có nhiều tử thù vì các loài dã thú đều săn mồi lẫn nhau. Và do vậy, luôn có những đe dọa của kẻ săn mồi, kẻ bị săn và những sự đe dọa mạng sống khác. Diều hâu giết những con chim nhỏ giết các côn trùng và vân vân, liên tục chồng chất những hành động xấu ác trong một vòng tròn vô tận của sự giết và bị giết. Thợ săn thì lão luyện trong mọi phương pháp hành hạ và giết hại những thú vật này. Họ đe dọa mạng sống của chúng bằng mọi mưu kế xấu xa, bẫy, lưới và súng. Một số muông thú bị giết để lấy sừng, da, bộ lông và những sản vật khác của thân thể chúng. Những con trai bị giết để lấy ngọc, voi bị giết để lấy ngà và xương, cọp, beo, rái cá và cáo để lấy bộ lông, bò xạ để lấy xạ, con lừa và trâu giác để lấy máu và thịt. Thật là một nỗi đau khổ khủng khiếp khi chính thân chúng được sinh ra chỉ để bị giết hại. Đối với những thú vật được con người thuần hóa, chúng ngu đần đến nỗi khi những kẻ giết hại chúng tới gần, cầm dao trong tay, chúng chỉ biết dương đôi mắt mở lớn mà thậm chí còn không nghĩ tới việc chạy trốn. Chúng bị dắt sữa, chở nặng, bị thiến, xỏ mũi và bị thắng vào cái cày. Chẳng có con nào trong chúng trốn thoát khỏi vòng tròn nô lệ liên tục này. Ngựa và trâu giác tiếp tục bị chở nặng và bị cưỡi ngay khi cả lưng chúng vô cùng đau đớn. Khi không thể đi xa hơn được nữa, chúng bị đánh roi và bị ném đá. Trong đầu những chủ nhân, họ chẳng bao giờ nghĩ được rằng chúng có thể bị bệnh tật hay kiệt sức. Trâu bò và cừu bị bóc lột cho đến chết. Một khi chúng quá già, chúng bị chính những người chủ của mình đem bán hay giết thịt. Bất kỳ trường hợp nào, số mệnh của chúng đều bị định đoạt bởi người đồ tể và chúng không bao giờ biết đến cái chết một cách tự nhiên. Vì thế, loài vật trải qua những đau khổ không thể tưởng tượng được. Bất cứ khi nào thấy những thú vật bị hành hạ như vậy, hãy đặt mình vào vị trí của chúng và hình dung thật chi tiết tất cả những gì chúng phải trải qua
hãy thiền định với lòng bi mẫn mãnh liệt về tất cả những chúng sinh bị tái sanh làm kiếp súc vật. Đặc biệt, nếu có nuôi súc vật, hãy đối xử tử tế và thương yêu chúng. Bởi lẽ, tất cả các súc vật, ngay cả những côn trùng nhỏ bé nhất, đều có cảm giác sung sướng và đau khổ. Và vì tất cả chúng đã từng là cha mẹ của chúng ta, hãy phát khởi lòng từ bi đối với chúng và hãy kết hợp công phu hành trì của bạn với những phương pháp đã được chỉ dạy vào lúc khởi đầu thời công phu, lúc thực hành phần công phu chính yếu và vào lúc kết thúc thời công phu. Dù chúng sanh có thể bị tái sanh bất cứ nơi đâu trong ba cõi thấp này, họ phải chịu đựng tất cả những sự hành hạ lâu dài và khủng khiếp. Chúng sanh tái sanh vào những cõi này thì ngu đần, khờ dại và không có bất kỳ ý niệm nào về giáo pháp, và càng tạo thêm ra nhiều nhân để bị đọa nhiều lần hơn nữa vào trong những cõi thấp. Vì thế, một khi bị sinh vào những cõi này thì thật khó mà thoát ra được. Trong cuộc sống hiện nay của chúng ta và trong những kiếp quá khứ khác, chúng ta đã tích lũy vô số hành nghiệp chắc chắn sẽ dẫn chúng ta tới tái sanh vào những cõi này. Do đó, chúng ta phải thật lòng hối tiếc những hành nghiệp sai lầm của mình trong quá khứ, sám hối và thệ nguyện là sẽ không bao giờ tái phạm. Với lòng đại bi, hãy suy nghĩ về những chúng sanh phải sống trong những cõi đó, hồi hướng cho họ công đức của mọi thiện hạnh mà ta đã tích lũy khắp ba thời. Hãy cầu nguyện cho họ có thể được giải thoát những cõi ác đạo đó. Giờ đây là lúc tôi đã gặp được giáo pháp của Đại Thừa và có cơ hội thực hành con đường đem lại lợi ích thật sự cho cả tôi lẫn những người khác. Tôi sẽ thực hành giáo pháp đó với lòng dũng cảm, coi thường mọi khó khăn và đưa dẫn tất cả chúng sanh trong ba cõi thấp tới những cõi Phật. Sau khi nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm với những suy nghĩ như vậy, hãy cầu nguyện Bổn Sư và Chư Phật, khẩn nguyện các Ngài cứu giúp và gia hộ. Cầu xin Bổn Sư và Tam Bảo gia trì cho con, để con có thể đạt được mục đích này. Hãy hồi hướng công đức cho lợi ích của chúng sanh và thực hành ba phương pháp tối thượng đã được dạy ở phần trước. Mặc dù tái sanh vào ba cõi thấp, tất yếu đưa đến đau khổ, và vì vậy, có thể có người hy vọng rằng ở ba cõi cao sẽ hạnh phúc và sung sướng, nhưng thực sự, ngay cả những cõi cao cũng không có hạnh phúc. Cõi người. Loài người phải chịu ba loại đau khổ chính và bốn nguyên nhân đau khổ lớn lao là sinh, lão, bệnh và tử. Ngoài ra, còn có những loại đau khổ khác như sợ hãi khi gặp kẻ mình ghét, bị mất người thương yêu và khổ sở khi không đạt được những gì mình muốn, ngay khi gặp phải những điều không mong muốn. Ba loại đau khổ chính yếu. Đau khổ vì biến đổi. Khổ về sự biến đổi là đau khổ mà ta cảm thấy khi trạng thái hạnh phúc đột nhiên chuyển thành đau khổ. Có khi chúng ta đang cảm thấy khỏe mạnh, hài lòng, no đủ sau một bữa ăn ngon, thì đột nhiên bị đau bụng quằn quại bởi những ký sinh trùng trong dạ dày chúng ta. Có khi ta hạnh phúc,
và chỉ một lát sau thì có kẻ thù cướp đoạt tài sản hay thú nuôi của ta, hay lửa cháy thiêu rụi nhà ta, hoặc đột nhiên chúng ta bị mắc bệnh hay bị ảnh hưởng bởi những thế lực xấu, hoặc nhận những tin tức khủng khiếp, và ngay lập tức chúng ta bị nhấn chìm trong đau khổ. Thật ra, bất kỳ biểu hiện hạnh phúc, tiện nghi hoặc quyền lực nào được tìm thấy trong dòng luân hồi đều không có một chút nền tảng bền vững nào, và về lâu dài chẳng bao giờ có thể kháng cự lại được dòng quay của sự đau khổ. Vì vậy, chúng ta cần nuôi dưỡng sự tỉnh giác với tất cả những biểu hiện hạnh phúc, tiện nghi hoặc quyền lực trong cõi luân hồi. Đau khổ chồng chất đau khổ. Chúng ta trải qua đau khổ nối tiếp, chồng chất đau khổ. Trước khi một đau khổ chấm dứt, chúng ta phải chịu thêm một đau khổ khác. Chúng ta bị bệnh cùi và sau đó cũng lại thình lình bị phỏng, cũng như bị phỏng rồi lại bị thương. Cha chúng ta chết và sau đó không lâu, mẹ ta cũng qua đời. Chúng ta bị kẻ thù săn đuổi và thêm vào đó người thân yêu qua đời và vân vân. Dù chúng ta tái sanh ở đâu trong luân hồi, thời gian của chúng ta cũng đều bị tiêu hao trong đau khổ này, chồng chất đau khổ kia. Không có bất kỳ may mắn nào để được hạnh phúc trọn vẹn trong giây lát. Đau khổ của tất cả những gì giả hợp. Bây giờ, một số người có thể nghĩ rằng mọi sự đang diễn tiến hoàn toàn tốt đẹp với mình vào lúc này và dường như chúng ta không bị đau khổ nhiều cho lắm. Thật ra, chúng ta hoàn toàn bị nhận chìm trong những nguyên nhân của đau khổ. Ngay cả chính thực phẩm, quần áo, nhà cửa, các vật trang hoàng và lễ hội là những thứ đem lại cho chúng ta khoái lạc. Tất cả những thứ ấy đều được tạo ra bằng ác hạnh, bởi vì tất cả mọi việc chúng ta làm, những việc ấy hoặc dựa trên nền tảng của ác hạnh, hoặc có liên hệ đến ác hạnh, chỉ có thể dẫn đến đau khổ mà thôi. Hãy lấy trà và bột lúa mạch Stampa ra làm ví dụ để có thể hiểu rõ hơn. Ở Trung Quốc, nơi trồng trà, số sinh vật nhỏ bé bị giết hại khi cây trà được trồng xuống, rồi khi lá được hái, vân vân. Qua đó, số sinh vật bị giết chết đó không thể tính đếm được. Sau đó, trà được những phu khuân giác mang đi xa tận Dasedo. Mỗi phu khuân giác mang 12 túi, mỗi túi có 6 bánh trà, chịu sức nặng quanh họ bằng dây buộc quanh trán, làm da họ mòn đi. Nhưng ngay cả khi cái sọ đầu của họ lộ ra hết, hoàn toàn trắng bệch, thì họ vẫn phải tiếp tục. Từ đô tốc trở đi, vô, những con trâu giác và con la đảm nhiệm việc chuyên chở, lưng chúng muốn gãy sụm. Bụng chúng bị đục thủng bởi những vết cắt, lông chúng loang lổ từng mảng trầy xác. Chúng chịu đau khổ ghê gớm vì sự nô lệ này. Sự trao đổi trà chẳng là gì khác ngoài một loạt những lời thất hứa, lời gạt và cãi cọ, cho tới cuối cùng trà được đổi chủ, thường là đổi để lấy những sản phẩm từ súc vật như len và da cừu non. Bây giờ nói tới chuyện len, vào mùa hè, trước khi lông cừu bị xén, nó lúc nhúc đầy những bọ chét, ve và những sinh vật bé nhỏ khác nhiều vô kể như chính len vậy. Trong lúc xén lông, những con này bị đứt đầu, bị chặt làm hai hay bị lòi ruột. Số con không bị giết vẫn còn kẹt lại trong len và bị chết ngạt. Tất cả những việc làm này chỉ có thể dẫn tới những cõi thấp. Đối với da cừu non, hãy nhớ rằng những con cừu mới đẻ đều có đầy đủ những giác quan và chúng biết cảm thấy sung sướng và đau khổ. Đúng lúc chúng đang vui hưởng những khoảnh khắc đầu tiên của cuộc sống, trong khi hoàn toàn khỏe mạnh thì chúng lại bị giết. Có thể chúng chỉ là những con vật ngu dại, tuy nhiên chúng không muốn chết, chúng ham sống và đau khổ khi bị hành hạ và giết thịt. Đối với những con cừu mẹ có những đứa con bị giết thì chúng là một ví dụ sống động về nỗi đau khổ mà một người mẹ mất đứa con duy nhất của mình phải trải qua. Vì thế, khi chúng ta suy nghĩ về việc sản xuất,
và buôn bán những sản phẩm như vậy, chúng ta có thể hiểu được rằng ngay cả một ngụm trà cũng chẳng thể làm gì khác ngoài góp phần vào việc đưa chúng ta đọa sanh trong những cõi thấp. Bây giờ, hãy xem xét trường hợp của bột lúa mạch Sampa. Trước khi gieo lúa mạch, cánh đồng phải được cày xới. Công việc đó khơi lên mặt đất tất cả mọi con sâu và côn trùng vốn sống ngầm dưới đất và chôn vùi mọi sâu trùng vốn sống trên mặt đất. Những con bò cày tới đâu thì những con quạ và chim nhỏ bám theo sau, không ngừng săn bắt những con côn trùng bé nhỏ. Khi cánh đồng được tưới nước, tất cả sinh vật sống trong nước bị mắc cạn trên đất khô, trong khi mọi sinh vật đang sống ở đất khô lại bị chết đuối. Tương tự, vào mỗi giai đoạn gieo hạt, thu hoạch và đập lúa, số lượng chúng sinh bị giết thì không thể tính đếm. Nếu suy nghĩ về điều đó, thì chúng ta hầu như đang ăn các côn trùng được nghiền thành bột vậy. Cũng tương tự như vậy, bơ, sữa và những thực phẩm khác, ba thực phẩm trắng và ba thực phẩm ngọt mà chúng ta xem là thanh tịnh và không bị những hành vi ác hại làm ô nhiễm thì hoàn toàn không phải như vậy. Phần đông những trâu giác con, những con bê và cừu đều bị giết. Những con không bị giết thì ngay khi được sinh ra và thậm chí trước khi chúng có một dịp may được bú một miếng sữa ngọt của mẹ chúng, đã có một sợi thừng quanh cổ và bị cột vào một cái cọc mỗi khi dừng lại bên đường, để mỗi ngụm sữa, thức ăn và uống chính đáng của chúng có thể bị đánh cắp để làm bơ và phó mát. Bằng cách rút mất tinh chất của thân bò mẹ là thứ rất cần thiết cho bò con, chúng ta để mặc chúng nửa sống, nửa chết. Khi mùa xuân trở lại, những con bò mẹ già nua trở nên suy yếu tới nỗi thậm chí chúng không thể đứng dậy trong chuồng. Những con bê và cừu non hầu như chết đói. Những con còn sống thì yếu ớt và như một bộ xương, lão đảo như sắp chết. Tất cả những yếu tố mà chúng ta coi là những phần cấu tạo nên hạnh phúc, thực phẩm để ăn, quần áo để mặc và bất cứ những hàng hóa và vật liệu nào chúng ta có thể nghĩ tới đều được tạo ra bằng một cách tương tự và duy nhất là qua hành động bất thiện. Hậu quả cuối cùng của tất cả những việc làm này là sự đau khổ vô tận của những cõi thấp. Do đó, mọi sự việc mà ngày nay có vẻ như tượng trưng cho sự hạnh phúc thì trong thực tế chỉ là đau khổ của tất cả những sự giả hợp.